Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tình duyên tuổi Mậu Ngọ 1978, nam mạng trong năm 2021. Chuyện tình cảm, dù không quá lý tưởng, nhưng cũng không quá tệ. Đường số, vẫn có cơ hội cải thiện, hàn gắn một số rạn nứt. Nam mệnh, có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý, bản thân bạn đã có sẵn thiện cảm, nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc, khó diễn tả thành lời. Cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa, kết quả rất đáng để chờ đợi. Gia đạo yên ổn, mọi thứ trôi qua khá bình lặng. Tuy nhiên, có lẽ vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo, gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau. Hôn nhân thiếu đi ngọn lửa nhiệt tình, những lời quan tâm và hỏi han cũng thưa dần. Tuổi Mậu Ngọ là những người có trái tim giàu tình cảm, chân thành và thật thà. Khi yêu, họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để đem lại niềm vui cho đối phương. Thế nhưng trong tình yêu, sự chân thành xuất phát từ một bên thì chưa đủ. Nó cần phải có sự đồng điệu, hòa quyện giữa hai tâm hồn. Tuổi Mậu Ngọ thường gặp phải sai lầm trong việc tìm kiếm, lựa chọn cho mình một người thích hợp. Bởi vậy, những đổ vỡ trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi. Tình đầu dù rất đẹp, rất lãng mạn, nhưng nó cũng sẽ trở thành ký ức đã qua. Mậu Ngọ sẽ nhanh chóng tìm kiếm được cho mình một mảnh ghép phù hợp, ăn ý và xây dựng cuộc sống hôn nhân, gia đình. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 2, 3, 9 âm lịch có phần kém may mắn về tình duyên. Phải trải qua nhiều mối tình, họ mới có thể tìm kiếm một người bạn đời thực sự dành cho mình. Những người này cần phải biết lắng nghe, chia sẻ và nhường nhịn nhiều hơn nữa để xây dựng được một mối tình lâu dài, trọn vẹn. 1. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Khi yêu, tình duyên của bạn thường gặp nhiều khó khăn, trắc trở, không được như ý. Nhưng sau khi kết hôn, tình duyên lại gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Vợ chồng hòa thuận, thủy chung và hết lòng yêu thương nhau. 2. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Có đường tình duyên vô cùng thuận lợi, sớm tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình. Đôi lứa yêu nhau say đắm, hạnh phúc, không có bất cứ điều gì có thể tách rời. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.